mão thu buồn. Đôi mười tháng tám giờ dần ngày linh.
sử ký Việt Nam. Việt Nam chân thi ngày lành tháng tốt giờ linh tháng giường của Đức Vương Thụ Vinh sinh ra Đức Thánh Trần Triều Thánh Nhân Vũ Vương Đạo Đại Vương chủ nhang quang minh điện nghệ nhân pháp sự hoàng đình quý pháp danh huyền quang tập tục nhân tượng cung nghênh Phật Thánh thỉnh Đức Ông Nại bái Đức Ông Nguyện cái đầu làm vai hai ngai làm kiệu bắt ghế Đức Ông Ngồi làm ngôi Đức Ông Ngự cùng chứng minh tôn đức cho các ông đồng đệ tặng hương tặng phán tặng bán tặng tại bản điện quang minh điện và cộng đồng bản hội trung tâm văn hóa người cao tuổi Việt Nam và ban thánh thiết quản lý nhà điện và bách gia trong phòng với món mưa phật gió hoa quốc thái dân an từ nay mà đi từ chi hướng hậu nhân dân Việt Nam chúng con ơn nhờ Đức Ông để ông nhà lời vàng sang tiếng ngọc cho trần gian con biết đường mà đổi con mà cầu để ông chắc cho con từ tinh thần cho bác sĩ con già sớm đi thành tâm
thông thông you
chức mơ. Ngày trời xanh vắng vắng từng mây sáng soi mùi năm mơ tình kỳ danh huyền quang có tu thiết nễ nghi hương hoa đăng trà quả thực cung nghênh Phật thánh đình thần tam tứ phủ triệu nghênh đức ông lại bái đức ông về lấy đầu làm ngai hai vai nằm kiểu bắc ghế đức ông ngồi nằm ngai đức ông ngự ông chứng minh công đức cho chủ nhang đồng đền các thanh đồng đệ tải hương tải khoán tải bán tải chư gia chư nhân trong quang minh điện Trung tâm văn hóa người cao tuổi Việt Nam và ban khánh thiết quản lý nhà đền và các chư gia chư nhân trong con tập phúc nghênh tường để ơn nhờ đức ông để ông nhả lời vàng sang tướng ngọc để ông ban cho bách gia trăm họ làm cho con quốc thái dân an mưa thuận gió hòa cầu lên nước được điều lành đem lại điều hại đem đi ông chứng minh công đức chấp lời kêu tiếng khấn cho pháp sự con để ông nhả lời vàng sang tiếng ngọc dạ à, nghe văn tấu thỉnh đạo tràng đầu giấy ha Long Vân Khánh Hội Thánh Hóa Hội Nhật Vương Phụ ha ghế của ta hôm nay về bắc ngôi cho vua cha mẫu mẹ ngự bắc ghế cho ta về ngự đồng ha tập phúc cung nghênh thánh giá trung tâm văn hóa trung ương cao tuổi người Việt Nam có thiết lập câu lạc bộ hát văn diễn sướng hầu đồng để nhằm mục đích tôn vinh đạo thánh ta ha ta về ta chứng tâm chứng lễ cho trung tâm văn hóa trung ương hội người cao tuổi Việt Nam chứng tâm cho câu lạc bộ ha ta ban khen cho pháp sư đầu giấy, ban khen cho cô Quỳnh, cô Quế, các lính các ghế bốn phủ, đồng anh lính chị, thủ nhang đồng đền, bách gia trăm họ thiện nam tiến nữ, các chư vị đại biểu gần xa hôm nay về dự ha. Ta ban khen cho văn đàn tiếng hát, bản phủ của ta ha. Truyền cấp lộc. Chưa một đám ni hồng vẫn cuộn lại mảnh tinh linh xuất ngoại trần gian cảnh vui ngày ấy bàn hoàn chơi riêng một cõi người bàn tam thân
xuân xuân thi mở mang năm hài đức đức về tam hải giàu giỏi kỳ kỳ chiên bao phen giáp giáp bỏ truy tùy đa binh binh phản đảng còn đi phạt sân mơ đã xanh vương tứ tứ thư xanh hai tần do đổi song kình tô bè qua đó tất thành kinh tô phong đại vương tâm thần chưa chứng lại đem câu yên yên giờ xa bàn đi tưởng rằng yêu đạo chúng toàn đâu ngờ mắt phải tiến đi oan ở đời xa bảy 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 khúc để cao vàng 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 sắc soi mơ nắm tình tình mẹ cùng ai đành đành lòng lòng đem xuống tuyệt đài cho can tiếng hiền hay hay xa đồ đồ đạo đạo bắc bắc nghi nhưng ta ma đạo bạc là cung cung kinh sông sông thời là tướng thiên thành khi mà thác xuống u linh làm thần cứu những kẻ lương dân phải nạn lại những người cảm sát yêu tinh độ cho những kẻ dài cho những kẻ bình tĩnh trầm ngâm xin chiếu giám mà xin chiếu giám mi đang thành sau trước mi những nhà thờ ra phúc trừ bay lộc lộc xanh trời có xin ai xin rằng cho lấy đời đời huyền vinh quần kéo đi đường đường chỉnh 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 đội là nghiêm chỉnh trước sau dưới thuyền trên bộ đua nhau quân quân lưng lưng lở núi lắc đầu càng sông bạch bạch nặng ra ầm 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 lồi sóng ô ma đi đầu đắp nắm thuyền ta qua đô bài dần kêu than ba linh tử sân sân còn quá thác gì quân kéo đi đường đường chinh chinh cơ đổ đào nghiêm chỉnh trước sau cung cung về chinh quan quê nhà lưng ra chinh quan quê nhà danh lam cổ tích nghe một hoài quân lớn tuân tranh cung cung quỳ dài dài cung cung cõi lấy lời
khu tà sát quỷ thần thông đi đại ca là bảo ra đi. Thank you.
người trang sĩ tài xanh xanh tương ớt công hầu
truyền khắp mọi nơi. Ông quan vì ông nương là tước quan đoàn phủ tôi trời không dung lúc lạnh thân.
tuần tuần nồng nồng ông ông lão màu màu thần ứng ứng nãy
vẫn tiến vườn cánh chim hồng. Trong tình nghệ an tình.
bay tiên son trên diệu đào. Nhất tuần sơ lưng lên bề ngọc, lưng lên kính mộ các cô dương mới là người rất dân hoang người xưa. Ngã xuôi rất dân hoang người xưa. Tiên trước chén rượu đào, ý à dâng lên biển ngọc ngọc kính minh vua ta ẩu ẩu dâng dâng vào mà mời giữ quan hoàng sư ta rồi giữ quan hoàng sư. Lưng lên kính vua sân lên kính mộ các cô dân mời là người rất ông hoan người suy ngã suy rất ông hoan người cháu nghĩ cùng cùng cả câu lạc bộ có lòng 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 thành thank you.
quan hoàng đưa nỗi sân tay gầy đời gian nan khó nhọc vương an ai nhân nhân tâm quan hoàng xin cúi đầu thắp một ni tuần nhà dù chẳng chẳng ra vương mưu vì tiếng đế hoàng ông mười giáng lâm lâm đàn trà đệ tử nay cầu mong mong kính kính bái phật tiên tiên nhâm nhâm lời điều chi con xin ông hòa phép thần thờ xa cho chúng thần mắt mắt chân 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 lắc lắc cắn cắn cao su nước kia dấu cả ơn hoa vân vân tự vân vân nay ông ta đồng vân vân hào quang từ xa tiếng ta cũng đàn đón hoa vui ngực chân chân xa cho thành thành đường, cho tiếng ca cũng đàn người chân chân thế chúng chúng con bình bình an bốn phương nước đó thành thành bình bình để đời chơi cháu con hiền hiền vinh. Không không nhãn hoàng ngự đồng anh bóng xương xa mới hay trong việc đạo lành đẹp đẹp đạo đời có ai được bằng bằng qua như khi giáng linh dưới đồng đẹp giáng người sáng hào quang như khi giáng dưới đồng đẹp đẹp giáng người sáng hào quang sông bao nhiêu đường chữ san, sông bao nhiêu nước mà chữ san, diều đào bao chèn mà qua đường hoa ai chữ san, diều gì chưa uống đã say. Thơ chi mà để hoàng say ngây ngất 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 hoàng say ngây ngất 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 say đàn ba hò là hò
chẳng đẹp đi. Cuối cùng cũng chẳng đẹp đi. Đẹp đi cũng chẳng để làm gì mà cho ai đi cho nên có lòng lòng lành có tay. Nhưng phải có phúc để mà sống thọ, chỉ để nông sợi hoang ba, để nông sợi hoang ba. Xem xưng đẹp nhất 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 ám mây, xem xưng đẹp bởi ám mây, đẹp đấy đẹp bởi có quan hòa người, có quan hòa người. Tỳ nhân ơi, tỳ đức hoàng tỳ ta, tỳ nhân tỳ đức hoàng tỳ ta. Xe thầy thanh đồng, đồng thầy là người dày, là người dày ông cho làm thầy ở trong trong thiên hạ. Đi cứu nhân nhân đủ đời, cho đi cứu nhân nhân đủ đời. Chứ con kẻ nào dạ hiền lòng mà gian, con kẻ nào dạ hiểm nông sáng đào tiên yên trao chờ ông xóa tan cho sạch sạch lầu, xóa tan đi sạch sạch lầu. Cho nên các nghĩ phải đi kêu cầu lành kê dừa hoa kế cho lại bằng bằng hoa kế cho được bằng bằng dê ăn mi vàng ở trên thượng thiên các cô sẽ ăn mi vàng bắt con xích xỉu lông rất rồng vàng về bên thủy đề sao thành ra đại biểu khách quý cũng như toàn thể quý vị bà con đang thưởng thức các màn biểu diễn, màn diễn sướng hát văn Hầu Đồng để ra mắt câu lạc bộ diễn sướng hát văn của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam. Chúng ta đã vừa được chiêm ngưỡng phần nghi lễ hậu thánh của nghệ nhân dân gian Hoàng Đình Úy. Và sau đây xin trân trọng kính mời nghệ nhân dân gian Hoàng Đình Úy sẽ cùng nhận những lãng hoa tươi thắm nhất của các vị đại biểu khách quý và con nhang đệ tử dành tặng đến nghệ nhân. Đơn vị doanh nghiệp các con nhang đệ tử sẽ cùng lên để chúc mừng. Thank you.